ba, không tới nhỏ nha. Cái gì bảo? Ừ, xe 150 một xe được 7 người. Nhưng mà chạy liên tục cái này chậm lên nó đọc hơi, chạy hết vòng. Cái đó ngừng lại cho mình chụp hình.
thiên nhiên. Chạnh lòng tôi thấy lá vàng rơi nhẹ say mơ, trong rừng thú đẹp nên thơ, lưng trời đàn chim bơ vơ. Mùa thu năm nay tôi lại thấy lòng lâng bước nhẹ đôi chân trong rừng băng lạnh bâng khuâng. Bầy nai ngơ ngác lá vàng rơi đầy miên man, trên bờ có dòng thênh thang nghe mùa thu đi ngỡ ngàng. Đóa hoa phù dung trắng xóa, ngàn cây hiu hắt tiếng nhạc, mênh linh hồn tôi thu lấy là linh hồn tôi thu nào. Nắng đây vẫn là nắng ấm, mùa thu thương nhớ mơ màng, gió thu về đây mơn man, hồ thu xanh biếc tràn lan, đồi thông vi phút nghe chừng lá đồng muôn phương, Đà Lạt những chiều mây phương có mùa thu vàng dâng hương. Nhịp chân ai đây hay là gió thoảng xa xôi, gió nào rung động tim tôi hay là dư âm thu. Ai đây hay là gió thoảng xa xôi,